Mời quý vị và các bạn đến với những tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 7, theo giờ New York, Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp phiên khẩn cấp để thảo luận về tình hình xung đột tại Ukraine sau khi xảy ra các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa tại nước này. Cuộc họp diễn ra theo yêu cầu từ Anh, Pháp, Ecuador, Slovenia và Mỹ. Tại cuộc họp, Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc Sergei Kislytsia cho biết, trong khoảng từ 9 giờ 40 phút đến 10 giờ 40 phút ngày 8 tháng 7, tên lửa của Liên bang Nga đã đi vào không phận Ukraine và va chạm vào tòa nhà Bệnh viện Nhi Omadi ở Kiev. Theo đánh giá sơ bộ của các chuyên gia quân sự, những vật thể được xác định này thuộc bộ phận linh kiện của tên lửa hành trình chiến lược không đối đất KH-101 đang phục vụ trong quân đội Liên bang Nga. Quyền điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc Joy M. Souza đã lên án các vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào nhiều thành phố ở Ukraine. Theo bà Joy M. Souza, Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đang xác minh các số liệu, trong khi nhân viên cứu trợ, nhân viên bệnh viện và lực lượng tình nguyện viên đang dọn dẹp đống đổ nát để tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt. Bà Joy M. Souza nhấn mạnh, các cuộc tấn công ngày 8 tháng 7 và tác động của chúng là lời nhắc nhở về tổn thất nhân mạng đáng tiếc trong cuộc giao tranh này, đặc biệt đối với những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, những bi kịch mà chúng ta sẽ gặp đi gặp lại chừng nào cuộc xung đột này còn tiếp diễn và các quy tắc giao tranh bị thách thức. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an, Đại sứ trưởng Phái đoàn Thường trực Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia tuyên bố, các đồng minh phương Tây có lẽ đã thấy rằng những phân tích từ các bức ảnh và video cho thấy rõ đó là tên lửa phòng không Ukraine. Trước đó, phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cũng khẳng định Nga không tấn công các mục tiêu dân sự. Về phần mình, Phó trưởng Phái đoàn Thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ Cảnh Sảng hối thúc tất cả các bên liên quan tới cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine không đổ thêm dầu vào lửa. Hãy thể hiện ý chí chính trị và sớm khởi động các cuộc đàm phán hòa bình. Theo nhà ngoại giao Trung Quốc, ưu tiên hàng đầu hiện nay là giảm gia tăng xung đột bằng việc thực thi 3 nguyên tắc: không mở rộng chiến trường, không gia tăng chiến sự và không bên nào đổ thêm dầu vào lửa. Trước đó, vào ngày 8 tháng 7, Ukraine cáo buộc Nga đã phóng tên lửa vào Bệnh viện Nhi Omadi ở Kiev, đồng thời tấn công các thành phố khác trên khắp Ukraine bằng tên lửa tầm xa. Đây được đánh giá là đợt không kích nguy hiểm nhất của Moscow trong nhiều tháng qua. Theo Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, 38 người tại nhiều địa điểm của Ukraine đã thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em và 190 người khác bị thương khi gần 40 tên lửa tấn công các thành phố thị trấn của nước này. Về phần mình, vào ngày 9 tháng 7, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố, chính vũ khí phòng không của Ukraine chứ không phải của Nga đã gây ra thiệt hại cho Bệnh viện Nhi ở Kiev vào ngày 8 tháng 7. Điện Kremlin không đưa ra bằng chứng cụ thể, nhưng khẳng định các lực lượng vũ trang Nga chỉ tấn công vào những mục tiêu có liên quan đến tiềm năng quân sự của Ukraine, không tiến hành tấn công mục tiêu dân sự. Bộ Quốc phòng Nga cũng nói rằng những tuyên bố về cuộc tấn công có chủ ý của Nga vào các mục tiêu dân sự ở Ukraine là không đúng với thực tế. Khẳng định Bệnh viện Nhi ở Kiev bị thiệt hại là do tên lửa phòng không của Ukraine. Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, tư lệnh lực lượng phòng thủ bức xạ hóa học và sinh học của Nga, Trung tướng Igor Kizilov đã có bài phát biểu trước Hội đồng Điều hành Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học, trong đó cho biết đã phát hiện một phòng thí nghiệm vũ khí hóa học của quân đội Ukraine. Bài phát biểu được Trung tướng Igor Kizilov trình bày tại phiên họp thứ 106 của Hội đồng Điều hành Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học. Theo Trung tướng Igor Kizilov, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục ghi nhận các hành vi vi phạm của Ukraine đối với các quy định quốc tế, trong đó có Công ước về Vũ khí Hóa học. Trong diễn biến mới nhất, Trung tướng Igor Kizilov cho biết, các lực lượng Nga trong quá trình trinh sát kỹ thuật đã phát hiện một phòng thí nghiệm với thiết bị hóa học trong một khu công nghiệp ở tầng trệt của tòa nhà bị phá hủy ở một trong những khu định cư gần Avdiivka. Ngay sau đó, một nhóm chẩn đoán di động của lực lượng phòng thủ bức xạ, hóa học và sinh học đã kiểm tra cơ sở và tiến hành phân tích nhanh.
Tại đây, các chuyên gia đã tìm thấy một thiết bị bay hơi xoáy bán công nghiệp, hệ thống xả lọc, lò phản ứng hóa học, hệ thống kệ với các đĩa thí nghiệm và thuốc thử trong phòng thí nghiệm. Nhiều thiết bị bảo hộ, bảo vệ da và hô hấp cá nhân như mặt nạ phòng độc cũng được tìm thấy. Trong đó có mặt nạ do Mỹ sản xuất và các bộ đồ bảo hộ do Ba Lan sản xuất. Theo phân tích, các thùng chứa trong phòng thí nghiệm cho thấy sự hiện diện của axit sulfuric và natri cyanua, kèm theo thiết bị sử dụng để sản xuất các chất độc hại. Các lực lượng hiện trường đã lấy mẫu theo đúng quy định của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học và chuyển đến Phòng Thí nghiệm Hóa học của Bộ Quốc phòng Nga để phân tích chuyên sâu. Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, cơ sở này có khả năng sản xuất ít nhất 3 kg chất hóa học mỗi ngày nếu có 2 hoặc 3 người vận hành. Hydrocyanua có thể làm tử vong một người nếu họ hít phải 70-80mg chất này. Hồi tháng 3 năm 2022, Nga cáo buộc Ukraine thực hiện chương trình vũ khí sinh học bí mật với sự giúp đỡ của Mỹ. Kiev phủ nhận việc sở hữu vũ khí sinh học hoặc các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác. Lầu Năm Góc mô tả tuyên bố của Nga là vô lý và buồn cười. Ukraine chưa bình luận về cáo buộc mới nhất của Nga. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời lãnh đạo quân đội Nga cho biết, trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, đã ghi nhận nhiều trường hợp Ukraine sử dụng đạn dược tự chế được nạp chất độc nói trên và thả từ thiết bị bay không người lái. Quân đội Nga khẳng định việc sử dụng các hóa chất độc hại của Kiev đã được xác nhận bởi nhiều nhân chứng, gồm cả dân thường và quân nhân Nga. Một ví dụ được đưa ra là vào tháng 5 năm 2024, máy bay không người lái của Ukraine đã thả đạn ở Semionovka, cách Avdiivka khoảng 10 km. Theo các nhân chứng, cư dân tại vùng nông thôn này có các triệu chứng tiếp xúc với axit prussic như khó thở, nôn mửa và cảm nhận được vị hạnh nhân đắng. Quân đội Nga cũng ghi nhận lực lượng vũ trang Ukraine thường xuyên sử dụng chất hóa học kiểm soát bạo động như lựu đạn hơi độc với chất CS do Mỹ sản xuất, lựu đạn cầm tay chứa đầy chất kích thích hóa học. Theo Trung tướng Igor Kizilov, đã có nhiều trường hợp phát hiện phía Ukraine sử dụng chất kích thích chloropicrin, thường được trộn với chloroacetophenol. Khu vực có sử dụng các chất này là vùng xung quanh Donetsk, Bogdanovka, Golovka, Kremen, Naza, Atiomovka. Trung tướng Igor Kizilov khẳng định, Bộ Quốc phòng Nga sẽ tiếp tục tiến hành xác định các hành vi vi phạm Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học của Ukraine. Lực lượng không quân vũ trụ Nga đã thực hiện một động thái đánh lừa trong các cuộc tấn công gần đây nhất vào các mục tiêu ở thủ đô Kiev của Ukraine. Theo trang tin Wakonzo, 4 máy bay ném bom của Nga đã được điều động vào sáng ngày 8 tháng 7, nhưng chúng không phóng tên lửa. Phía Ukraine sau đó cho biết lực lượng Nga đã phóng tới 40 tên lửa trên khắp đất nước vào sáng ngày 8 tháng 7. Các phóng viên quân sự đưa tin rằng 4 máy bay ném bom đã cất cánh vào ngày 8 tháng 7, nhưng không có tên lửa nào được phóng đi một cách có chủ đích. Lực lượng không quân vũ trụ Nga đã thay đổi chiến thuật tấn công và tấn công thủ đô Ukraine không phải vào ban đêm như những lần trước, mà là vào ban ngày. Báo cáo cho biết, 3 máy bay ném bom Tu-22M3 đã phóng tên lửa từ khu vực Milerovo càng gần khu vực diễn ra hoạt động quân sự đặc biệt càng tốt. Sau đó, hệ thống phòng không của Ukraine sẽ có ít thời gian để phản ứng hơn. Lực lượng Nga nhắm vào các mục tiêu ở Kiev. Các vụ nổ cũng xảy ra ở các thành phố Kirovohrad và Dnepropetrovsk, một trong những tên lửa đã tấn công một nhà kho tại nhà máy Astom ở Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết, ông đã buộc phải đàm phán với người đồng cấp Ukraine trong hầm trú bom trong chuyến tới thăm thành phố cảng Odessa của Ukraine. Tờ Independent đưa tin, ngày 8 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Anh đã buộc phải trú ẩn trong hầm trú bom trong chuyến thăm đầu tiên tới Ukraine kể từ khi ông nhậm chức. Ông John Healey, người đang có mặt tại thành phố Odessa ở phía nam Ukraine để họp với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky, cố vấn tổng thống Andrei Yermak và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov đã công bố một gói vũ khí mới cho Kiev, nhưng ông đã buộc phải chạy bom và tiếp tục cuộc họp trong hầm trú ẩn sau khi tiếng còi báo động không kích vang lên ở thành phố phía nam Ukraine. Ông Healey cho biết, cuộc họp đã phải tiếp tục diễn ra trong hầm trú ẩn trong khoảng 35 phút trước khi ông và người đồng cấp Umerov được thông báo rằng tình hình đã an toàn. Ông cũng được gặp Tổng thống Zelensky khi đi thăm một bệnh viện quân y và tham gia vào lễ tưởng niệm Ngày Hải quân Ukraine. Ông Healey sau đó tuyên bố rằng Anh sẽ cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine và đẩy nhanh các nỗ lực cung cấp hỗ trợ quân sự đã cam kết với Kiev trước đó.
Bộ Quốc phòng Anh cho biết, ông Haley đã chỉ đạo các quan chức cấp dưới đảm bảo gói hỗ trợ Ukraine được chính phủ Anh cam kết vào tháng 4 phải được triển khai đầy đủ trong vòng 100 ngày tới. Anh đã cung cấp hơn 7,6 tỷ bảng Anh viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ sau khi cuộc xung đột giữa nước này và Nga bùng nổ vào năm 2022. Ông Haley cho biết, là Bộ trưởng Quốc phòng mới, tôi sẽ đảm bảo rằng chúng ta sẽ khôi phục lại sự hỗ trợ của Anh bằng cách tăng cường cung cấp viện trợ quân sự quan trọng cho Ukraine. Cam kết của chúng tôi là sẽ sát cánh cùng với người dân Ukraine. Người tiền nhiệm của ông Haley, cựu Bộ trưởng Grant Shapp từng hủy chuyến thăm Odessa vào tháng 3 vì lo ngại các cuộc tấn công bằng tên lửa. Nội dung vừa rồi cũng kết thúc bản tin của Báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!